đảm bảo miễn thấy thôi nha, khi giảng viên mới nói không nói rồi. Rồi chúng ta đi vô ha. Nguồn gốc em ta biết là thời xa xưa á, khi con người sự tiến hóa của lịch sử loài người nó từ thời cổ đại xa xưa á, từ thời ăn lông ở lỗ, ở sống thiên nhiên, ở trong núi, ở trong quân săn bắn thú, mà săn bắn thô sơ là thô sơ nhất, tức là mũi tên bằng gỗ. Sau này xuất hiện đồ đá, đồ đồng mới biết là mũi tên bằng đồng. Sau này biết thuốc có độc chất thì mới tẩm độc chất vào cái mũi tên đó để săn bắn những con thú nó lớn hơn ha. Quá trình đó thì ta cũng tiếp xúc với cây cỏ thiên nhiên, và ta nghĩ chắc là ta phải qua quá trình ta thử ha, ta nếm thử, ta đói ta mới đào củ gì ta ăn ha. Rồi khác thì cũng biết là nước suối, và những trong bệnh tật thì cũng tìm kiếm gì đó để uống vô thấy nó khỏe ha. Thì nghĩ quá trình đó, rồi trong quá trình đó thì ta cũng phát hiện những cái loại mà uống vô không khỏe, uống vô khi nó nước rồi hết cổ, bị hắt hơi, nước cổ ha, đau bụng, tiêu chảy, hoặc là nó là trầm trọng hơn, là nếm thử một cái trái gì rất là ngon, nhưng mà không biết nó có cái chất gì đó gây độc, cho nên nếm thêm lần và không có cơ hội nếm được lần thứ hai. Chậm luôn. Chết rồi, nó độc mạnh nó chết rồi, bị từ đó, đúng không? Nó độc quá. Người ta mới ghi nhận, có thể truyền từ truyền khẩu thôi đúng không? Mọi đất nước đều có y học cổ truyền, nhưng mà sự phát triển hiện nay thì một số nước mạnh như là Trung Quốc nè, Việt Nam chúng ta cũng mạnh nè, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nói chung mỗi một nước, đất nước nó đều có cái kiến thức dùng cây cỏ thảo dược á, dùng cái nguồn thiên nhiên để dùng làm thuốc. Nhưng mà sự phát triển y học của dược học hiện đại thì nó mang lại nhiều cái sự tác dụng to lớn hơn, tức là nó nhanh hơn, đề phòng những bệnh nhiễm khuẩn ha, và sử dụng nó cũng gọn gàng hơn, vân vân, thì nó phát triển. Cho nên cái y học cổ truyền thì một số nước phát triển, một số nước không phát triển vẫn là cái cân dược ha. Nhưng mà tại y học cổ truyền nó vẫn còn tồn tại phát triển trong những năm hiện nay, những nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu những bệnh mới như HIV, AIDS, vân vân, rồi bệnh về gan, nói chung những bệnh về nâng cao sức khỏe, đặc biệt là nâng cao chiến khí cơ thể, người ta cũng tìm kiếm, thậm chí những bệnh hiểu nghèo, ung thư, người ta cũng tìm kiếm những nguồn dược liệu nào nó có khả năng để chống lại bệnh tật đó. Và ở các nước hiện tại, chúng ta thấy rằng thay vì cái thuốc, người ta dùng cái dạng thực phẩm bổ sung á, người ta người nhà đi nước ngoài về để người thấy, ta đọc nếu học thuốc ta đọc ta biết là nó thảo dược trong đó, nhưng mà dùng ấy cái thực phẩm bổ sung, còn Việt Nam mình dịch là thực phẩm chức năng, chúng ta đọc trong cái thuốc ngoài hay được supplement, sự bổ sung, medicine, rồi người ta mới đúc kết lại kinh nghiệm ha, này uống vô khỏe nè, thấy không? Này tổn nhiều không đó nha, rồi uống vô nó khỏe không, luật sĩ cử cái tạ là nghe không? Còn những loại uống vô độc, dịch đến thế kỷ này mà chúng ta cũng thấy là người vào dân tộc và cũng bị ngộ độc nấm không, người làm chết người á, thì không biết hết gì nó. Rồi những loại cá ăn độc như cá nóc chẳng hạn, vẫn thỉnh thoảng người độc, những người ngộ độc là biết nhưng mà chủ quan ha. Thì quá trình biết về thuốc thì tôi nghĩ nó để quá trình đó, cái này ăn vô đau bụng quá, mẹ ơi đau bụng quá nè. Rồi tổng quát như vậy để mình ta thấy rằng từ đó con người nhận thức được loại nào ăn được, loại nào ăn nhiều có hại, ăn vào có độc ít hoặc nhiều, loại nào ăn vào sẽ làm chết người. Trong cái độc dược liệu độc nhất thì ở lúc ta có ai biết không, có từng biết qua không? Đoạn trường thảo, lá ngón. Đúng rồi, lá ngón rất là độc. Cái tuy nhiều năm có một trường hợp uống phan thập toàn đại bổ mà uống vô không bổ mà chết mấy người, chết người thì nó nhầm lẫn cái lá ngón, nó là dây leo ngón nó màu vàng, nó độc, tức là người ta hái rồi nó lẫn nó không biết đó, lá ngón. Và trong độc hồi xưa là
đến giờ vẫn còn dùng đó, thì hàng hóa tiền rất là độc ha. Hàng hóa tiền từ đó người ta chiết xuất ra một cái chất mà tinh khiết là strychnine, anh chị nghe strychnine không? Strychnine tim không? Hóa tiền tên là tên ha, tên nốt nốt vô mi cam. Từ đó mà ta lấy ra xác định một chất tinh khiết, ta đặt trí duyên từ đó đó. Dự dối ha, từ không phải bác sĩ mà bị cũng dối, mình không cần bác sĩ tại vì họ khám mà cứ ghi nhanh ha, thành dối. Còn dược sĩ là lúc công việc cũng tranh cũng dối chứ không phải nó bác sĩ không, chứ tử vô đó nguyên cái đẹp lắm á hồi đó. Rồi bây giờ nó thành trong tế y nó có dùng cũng tốt tiên với xung phát ha. Như vậy là một phim cũng bị dối không sửa được ha. Thầy mã tiền là cái hạt thì sao? Hạt cái đồng tiền á, tròn tròn nè. Cái cây đó là mã tiền đó. Cái cây, cái loại có dây leo nhưng mà cây cây lớn. Nó lấy ra cái hạt tròn như đồng tiền, nó kêu là hạt mã tiền vậy. Ha. Hồi xưa này tôi chỉ đọc ra đó. Tức đọc là gì? Ăn chết luôn á thầy. Chết người á, nhập liều nhỏ chết người. Bản A là gì, chúng ta bảo quản nó phải để trong cái tủ hai lần khóa. Ở ngoài cái tủ có để đầu lâu xương kém màu đen. Vậy đầu lâu nằm thấy sợ ha. Vậy đó, mà ghi chữ độc A màu đen. Mà khi mà tiền nó chế biến theo phát thì nó giảm độc tính rồi. Strychnine thì nó biến đổi thành chất khác, nó giảm strychnine. Ha, vô quá trình nó có rất phức tạp, nó là đa dòng rất là phức tạp. Hầu đầu vừa có thể có học ở đó, nó thành chất khác, nó giảm đi thì nó ít độc hơn. Dùng trong làm thuốc thì nó là độc B. Nhưng bây giờ là mấy năm sau này là cái này không bỏ rồi ha, không quy chế độc A độc B nữa, mà nó là trong quy định của Bộ Y tế là danh mục dược liệu độc. Rồi một phim cũng là độc á. Ở một phim nó là từ cây cỏ gì thầy, hay là nó là cái cây thuốc phiện? Dạ. Yeah. Thuốc phiện là cái mà mình đã chủ trương là gì rồi thưa mọi người ha. Cái trái đó. Nó già người ta phải dùng dao ta rọc. Rọc cái đường này nè. Lấy cái nhựa ra. Trong nhựa đó có chứa lượng nhiều nhất là một phim. Đâu còn cái nghiện nữa, nhưng nó giảm đau rất là tốt á, hiện nay vẫn còn á. Tự nhiên ung thư được cứu thì ta cũng giết một phim nên nó giảm đau. Dùng nó phải có giấy bác sĩ nha. Còn cái vỏ này nè, nay nó anh túc á, tôi kêu là anh túc sát. Nó dùng mình chưa tiêu chảy, tức là lấy nhựa hết rồi, có thể còn rất ít trong đó. Nó bị thức anh túc sát, sau này có ít dùng á. Sau này ta không dùng nó nữa. Còn... hồi tôi học là năm mấy mươi năm về trước thì có thầy, em thấy trong mấy cái rượu sô bóp nó có mã tiền á thầy, làm ta xài lượng nhỏ á thầy. Mã tiền ta dùng cái lượng không có uống thì dùng ngoài. Có dạ. Mã tiền, ô đầu phụ tử cũng độc à. Ô đầu phụ tử. Ô đầu phụ tử là từ một vật liệu nha. Cái củ cái là ô đầu, củ con là phụ tử. Nếu mà chơi chế nó độc A giống như hàng mã tiền á, trong khi chế biến nó xong thì nó giảm độc tính. Sở dĩ nó giảm độc tính là vì cái chất chính trong đây nè, cái là aconin á, aconitin, nó độc dữ lắm. Qua quá trình chế biến nó đi thì ta định lượng lại, ta thấy cái này nó giảm đi, nó phân hủy thành chất aconin cái độc hơn, cho nên đồng ý cũng dùng uống. Các vị không có dùng nha, chế biến xong mới dùng. Còn nếu dùng ngoài thì ta phối hợp với lại ô đầu phụ tử nè, mã tiền nè, mộc dược nè, nhũ hương nè, mấy loại thuốc rồi quế, rồi mồi, ta dùng sơ bút mồi để dùng trong bữa chế biến mới dám dùng, chứ dùng sống không có dùng uống đâu. Chúng ta sẽ học phụ tử chế trong chương của cô Hàn. Cái thạch xương bồ đọc không thầy ạ? Thạch xương thôi, ông có đi lang mang. Dạ. Em đi lang mang thì trái giáo án. Dạ.
Lúc sau giới thiệu mấy lớp chúng ta danh một người đọc có số liệu đọc cho đọc nhiều vân vân á để minh họa hơn xíu thôi ha. Dạ. Cái đi sẽ chơi với bạn. Ta học từ từ ta sẽ biết. Sao? Mấy cái đọc, tới bài đọc có bài đọc không này. Không, đang nói không có. Mã tiền thì có. Em về tra, ta tra lên mạng lúc cũng thành tầm bảy đó. Rồi năm này nhưng không phải, cho nên tra hạt củ chi các bạn, hạt củ chi cũng là hạt mã tiền. Nếu cần thì tôi sẽ cung cấp cho em trên mạng đúng giờ này, này kia cơ mà. Còn học không biết là nhìn nó cũng chập lắm trên mạng. Nó nhiều người viết bài nhưng mà hình không đúng. Thì thôi đó là vậy đó. Rồi trong quá trình học thì có gì ấy cần thiết lắm này vừa biết cho lớp chúng ta thôi. Rồi các kinh nghiệm trên dần dần tích lũy, đời này sang đời khác, thế hệ này sang đời khác, rồi từ nước này sang nơi khác, nước khác luôn ha. Do đó mà con người biết lợi dụng tính chất của cây cỏ, động vật làm thuốc, để làm thức ăn, biết dùng loại nào để làm thức uống, đem lại sự cân bằng cho cơ thể, thuốc chữa bệnh, rồi làm thuốc độc. Nghe độc với mục đích xấu là độc làm chết người á, ha. Đã tẩm vô. Rồi săn bắn thì ta tổng vô ha. Còn độc chết người thì có những khoáng chất rất là độc á. Arsen rồi ha. Chọn cái đích vô. Ăn từ từ cái người đó suy mồ và chết không biết được. Không thời dưới chú, chuyện nó có thật ha. Ta biết đó, thì rồi sau này ta biết những cái độc đó không có hiện được ha. Arsen là thạch tính này. Ừ. Arsen thạch tính. Mà dùng arsen đứng là giết như thế này. Rồi tiếp tục. Người ta tổng kết từ cái sử dụng đó, người ta tổng kết thực tế và nâng lên một bước thành cái lý luận. Cái học triết, ai học triết là biết ha. Từ thực tiễn tổng kết thành một lý luận. Cái lý luận nó dẫn đường như là thực tiễn, và từ thực tiễn nó lại bổ sung cho lý luận. Không phải ai học triết có mấy trẻ trẻ cái học triết học đúng không? Đại học không hả? À sao đại học không học? À đại học chứ tự không đâu học triết đúng không? Quên rồi. Học đại học học gì đó có học triết. Rồi có những loại chỉ dùng trong kinh nghiệm nhân gian thôi, lưu truyền từ gia đình từ dòng họ. Đến hiện nay cũng vậy á, chủ trương của nhà nước mình rồi trong ngành đông y là gì? Sưu tầm những cây thuốc quý, những bài thuốc hay để nó không bị thất truyền. Cái bài thuốc hay đó người ta giữ trong dòng họ, con cái không có nói nghiệp mà giữ luôn, nó mất điều vốn quý đó ha. Trong văn bản hiện nay của nhà nước mình, trong chương trình học về cây thuốc Việt Nam, ta sẽ đọc trong chương trình của Thủ tướng Chính phủ á, sẽ gặp trong cái bài về cây thuốc Việt Nam á, đang khuyến khích cái này đó để không mất truyền đi, mất đi những cái hay của nền y học của Việt Nam chúng ta. Tất nhiên trong giao lưu văn hóa và giao thoa của nền y học của các nước thì chúng ta cũng sử dụng nhiều cây cỏ Trung Quốc ha, cũng nhiều á, nhiều đồ quỷ, động vật đương quy, rồi cam thảo, hoàng kỳ vân vân ha, pháp cứu chỉ rất là nhiều và có nguồn gốc từ phương Bắc. Nhưng bên cạnh đó như phương Nam chúng ta cũng có mà sẽ không được phát huy thì sẽ mất đi chỗ. Có những loại được phổ biến rộng rãi ha, đúc kết nhiều thế hệ mà tạo ra các cơ sở về khí vị, quy kinh, thân dáng phù trầm, về tính năng của cây thuốc, vị thuốc. Chúng ta biết ông A Ma Công không? Dạ, ông cao, dù cao. Hả? Có nghe nói. Ông khỏe. Cái lần đó cách đây mấy năm, ở viện đi thăm ổng. Ổng rất là già và có nhiều vợ, ha? Vợ trẻ. Cũng có con cái, ổng uống thêm thuốc, ổng mạnh á, nó bổ thận rất là mạnh. Lần đó ổng đi ổng biếu cho mọi người mấy thêm thuốc to đùng. Mà về cũng cho người khác, tại mình lúc đó cũng chưa có nhu cầu cần xài đến ha, để lâu nó hư. Rồi chính bài thuốc ổng, thì bên mấy thầy bên khoa dược á, cách đây mấy năm, sao ổng cống hiến bài thuốc đó. Không biết ông cống hiến bài thuốc đó, không biết có giấu không mình không biết, nhưng bài thuốc đó như vậy mấy thầy đường dược đó mới nghiên cứu chế biến nó để ra sản phẩm. Thì tôi biết điều đó tại vì giai đoạn đó một thạc sĩ ở dược, một nữ thạc sĩ ở huyện đi học thạc sĩ, dược sĩ đi học thạc sĩ,
thì cái em đó làm đề tài của thầy Trần Diệu hướng dẫn để làm bào chế dạng am công đề tài thạc sĩ. Thì ông đó ông cống hiến ở đó cũng hay ghi giữ lại bài đó ông nổi tiếng luôn am công. Điều đó là con ông được gặp ông cũng may mắn gặp ông nói nhà sàn. Rồi thì khi khoa học chưa phát triển thì khi mà phát triển thì nó lĩnh vực hóa nó phát triển và cơ khí phát triển thì những nghiên cứu về cây thuốc á thành phần hóa học á thì máy móc về hóa sinh á sinh học nghiên cứu cây thuốc và cái hoạt chất của cây thuốc đó sẽ nhiều hơn. Thì đối với trường dược thành phố á thì hàng năm thì có những đề tài có thể về bào chế dẫn thuốc từ dược liệu và nghiên cứu những cây mới, nghiên cứu chất tách đó để xem những cái chất cái thành phần nó có những chất gì và chất cụ thể những gì nhé. Thì đó những đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học cũng có, tức là mấy thầy hướng dẫn cho sinh viên mấy ngày học giỏi mấy em vô làm đề tài, hoặc là luận tốt nghiệp chuyên khoa một ha, thạc sĩ thì kêu luận văn thạc sĩ thì làm đó. Thì kiến thức đó thì nó bổ sung thêm khi là thành công thì thường được thông tin trên mạng về lĩnh vực y dược học cổ truyền mà ha, thì đăng báo quốc tế thì kia nó góp phần thêm kiến thức, cho nên những cái diện ta học sau này nè nó khác so với chục năm 10 năm về trước nhiều, nó bổ sung nó làm sáng tỏ hơn về cái tính chất một cái chất dược liệu một cái cây thuốc đó thì nếu nó có hoặc nó có chất lượng thì hoặc chất nó gì phải đảm bảo. Ví dụ như củ sâm rơm ta vậy, nhưng mà ta phải định lượng cái hàm lượng saponin hoặc cái chất cụ thể gì saponin gì đó nó còn bao nhiêu mới là làm thuốc chứ đâu phải là làm thuốc đâu, đúng không? Nên có giai đoạn là Trung Quốc là phải dùng một kỹ thuật thay vì ngâm rượu hoặc là chiết bằng nước đó, thì tham đổi hình dạng của củ sâm người ta chiết bằng cái kỹ thuật là kêu là CO2 tới hạn nó rút hết hợp chất saponin trong sâm mà không thấy hình dạng thay đổi. Cái nhà Việt Nam mình thì kiểm nghiệm đã thấy không còn á, cái nó dược liệu như rác thay đổi thế là rác là cái vai thôi, nó sát hết thôi, người ta tẩm chút đỉnh vô saponin đó thôi. Saponin có những chất này ta định saponin nói chung á, trong sâm này có những chất ta đặt ra giờ GRB1 vậy ha, những chất cụ thể đó ta đấy đó. Saponin là cái chung dù bột kết cái chất tạo bột là saponin á ha. Rồi hoặc chất chính của saponin của nhân sâm thì saponin tam thất cũng là saponin là chất tạo bọt, mà đa số saponin có thể là bổ dưỡng như là nhân sâm tam thất, nhưng có saponin nó cũng tác dụng làm cho lông đòn như trong viễn trí ha, viễn trí nó làm lông đòn, uống vô để lông đòn ra. Thì lớp chúng ta không học bài là bài về thành phần hóa học cơ bản, ai bào chế học bài đó, bào chế thì cung cấp cho biết cái gì saponin là gì. Còn cái alkaloid là nãy nói là một phin rồi nó mã tiền á, thì nó là alkaloid, đa số nó có độ có tính chất mạnh. Alkaloid là ta định nghĩa thôi, là do nó có cái nó do có nhóm nitơ trong đó mà nó đa số nó dị dòng, nó nhiều dòng lắm nha. Caffeine cũng là alkaloid, trong trà cà phê trong trà ta uống là tỉnh táo, nhiều người không ngủ được, trong trà cà phê có chất caffeine thì bản chất nó cũng là alkaloid. Trong trà độc dược cũng độc, mà bản chất của độc đó người ta định lượng chất gọi là scopolamine. Trà độc dược cũng dùng làm thuốc ha, lá cà độc dược người ta quấn người ta hút lên xì xuyển, nhưng ở viện là dùng cái hoa cà độc dược để dùng trong cái thuốc rồi dạ dày nó giảm co thắt. Khi sản xuất nó cái viên dạ dày số 8 viện sản xuất á, công thức là dạ dày số 8 nó chữa về cái dạ dày ấy, thì phải định lượng hàm lượng alkaloid mà chất đại diện là scopolamine, tức là đây là đặt tên rồi ha. Caffeine cũng là alkaloid nhưng mà được đặt tên. Saponin trong bột kết nhân sâm là saponin nói chung, khi đặt tên ra những chất cụ thể ha. Thì nói như vậy tại vì chúng ta sẽ học trong dường như ta có biết qua về thành phẩm học của công ty thôi ha, chúng ta sẽ thấy nói ra thì cũng giúp cho người ta biết được một số chất gì. Thì nói rộng vậy á, nhưng mà tuy nhiên cái thực trạng hiện nay á,
nhiều vật chất, phần lớn các vị thuốc thì chưa được nghiên cứu vật chất đó là cái gì. Chúng ta uống buồn trâu, biết lá buồn trâu không ạ? Biết. Nó ta dùng dưỡng trường. Đúng đó rồi, là màu vàng. Thuốc sổ. Lá bằng vàng. Lá này cũng hơi giúp cho chúng ta nè. Lá màu vàng mà lá anh chị quan sát thấy không? Nó từng cặp lá đúng không? Đúng rồi. Mà nó kép, kép ở bên đó. Mà kép chẳng thì ở đây nó không còn lá nữa. Là như nó có mấy cặp á, kia là lá kép. Lá kép chẳng. Buồn trâu ha. Này để cho những dược liệu, trong cái thức dược liệu đó, hồi thời gian ngắn quá. Thì không hiểu đó, để mình nhận dạng để tránh nhầm lẫn lá khác. Lá ngón thôi khác mấy kia mà tại không quan sát thì giống giống nhau. Nó khác từ gân lá, khác kiểu bông. Ha? Có một số đặc điểm mà này không biết thôi. Nếu nhầm rồi. Còn nếu đây có một lá nữa. Rồi kéo lên kia. Lẻ. Ha? Rồi sẵn lấy luôn không sao. Mình làm chủ như chương trình mà. Mình ca. Rồi đối với lẻ. Khi quan sát nhiều dược liệu thì có mũi là cho nên gì sẽ hư không nhiều ta đâu. Chúng ta quan sát nó thì những cây. Đây là lá lá đơn nè. Đây là lá đúng không? Ở đây mắt lá thì lá đơn. Lá một đơn. Đơn lẻ. Đơn là đơn lẻ, đơn độc á. Lá một đơn á. Để biết phân biệt nó. Ha. Còn đây là kép nè. Học đói nè. Mấy kép. Đói như con mực, cái nghiệp người khác. Cái con mực, ai biết con mực không? Dạ biết. Biết cây cam thảo đất không? Cam thảo đất đặc biệt nó có những cái nó lá tới ba, một con lá nó ba lá rồi. Cam thảo đất còn gọi là cam thảo nam, để phân biệt là cam thảo bắc. Cái này nguyên cái cây nó qua màu trắng trắng. Hay mọc quang, hay biết, không biết là trong đất ta chưa biết cái này. Ở quê mới biết, quê không còn học cũng biết. Chắc ở thành phố thì sao này. Với lại ở quê cũng thường đô thị quá thì chắc cũng không thấy. Mọc quang nhiều, ở huyện có thể có, thì nào có hả chị? Cái qua đó một trái cũng tròn tròn. Rồi, dài dòng, chỗ này cũng liên quan đến chúng ta về dược liệu anh ấy nói đó. Nhưng mà trong màu vàng lưu ý là tốt lại đó. Trong màu cổ truyền á, người ta có tinh hướng là dựa vào khí vị thôi. Tính năng, quy kinh, vị thuốc được sơ chế, bào chế như thế nào đó để đưa vào đáp ứng cái điều trị bệnh thôi. Nó quy vào cái tạng nào, phủ nào, kinh mạch nào mà khó có thể kiểm chứng bằng thành phần hóa học của chúng trên thực tế dùng thuốc. Như vậy vấn đề đặt ra là như vậy, nếu mà ta bào chế dùng thuốc thì làm sao ta giữ chất lượng nó? Theo chúng ta nó dựa vào cảm quan không hay là sao? Các công ty xí nghiệp ở viện có chế thuốc, khi ra một viên thuốc thì cũng phải có tiêu chuẩn, ví dụ thời gian rã bao nhiêu á. Rồi ta bắt mình phải định tính, chưa phải định lượng đâu, định tính là anh phải làm cái kiểm nghiệm nào đó để chứng tỏ rằng trong cái viên thuốc của anh á, nó chứa nhân sâm, nó chứa đương quy, nó chứa cam thảo. Thường thường trong vị thuốc, trong một cái sản phẩm viên thuốc á, nó có 10 vị chẳng hạn, thì ta không bắt buộc mình làm hết đâu, mà làm những dược liệu nào nó có tính quý và là những tác dụng là chủ yếu á, dược nguyên thuốc ha. Có đường quy không? Nhân sâm không? Thì buộc lòng phải dùng đến thành phần có học của đó. Nó có những phản ứng á, có kỹ thuật, phản ứng tạo màu, tạo bột. Ví dụ nó có lấy thì mình chiết nó gần sơn niêm thì nó tăng trong methanol á. Methanol là cái cồn đúng không? Còn methanol là nó độc. Xé ba bộ nát. Người rượu mình rượu đế mình là xé hai bộ nát á, rồi rượu á. Thì là methanol độc nha. Ngồi độc rượu, rượu bò, rượu uống thuốc là chết người gì nó lộn, nó lẫn methanol này nè, tự dối quá. Tự dối không sửa được. Thì người ta phải chiết để nó được là phản ứng. Phản ứng có thể là tạo bột, phản ứng màu á.
để làm cho biết lớp mỏng. Ta nói tên cái chỗ này nó dài là đọc rồi cho biết thì thôi, chứ nó kể ra thì nó cũng khó, tại người gian ngắn lắm. Để chứng minh đó, định tính đó, thì có những khi người ta định lượng chất vừa đó, đó. Định lượng chất được chứ, ví dụ nãy nó cà đồng dược, định lượng được cái hàm lượng scopolamine trong đó, phải định lượng á. Nó độc mà, định lượng nó còn thiếu bao nhiêu trong đó. Rồi cái màu vàng mà đúc kết lại ăn thực trạng nó thực tế vậy. Cho nên cái chuẩn dược lượng cũng khó, còn hóa dược rồi, những chất tinh khiết rồi. Dược một phin, cà phê in, chích nin, bổ vitamin 1, vitamin C. Nó tinh khiết, nó có tính chất hóa học, nó rất là đâu đó rồi, nó cũng dễ kiểm chứng. Nhưng dược liệu rất là khó. Dược liệu thu nó là vậy, thu hái nó non quá thì ảnh hưởng vật chất, đúng không? Từ cái xoài mà nó chưa thấy US là chín là có ngon, đúng không? Màu mát rồi đâu chịu có đường đâu. Thì dược liệu cũng vậy, tới cái độ nào đó tôi nói thu hái trái thì trái già theo ta xem bài học ta gặp á, còn lá phải lá là chớm ra bông ha, cái mẫu hoặc là ngải cứu chẳng hạn, thì giai đoạn nó cây phát triển độ đó là chúng ta sao được xâm trồng bao nhiêu củ, bao nhiêu năm chứ, củ xâm trồng bao nhiêu năm thì giá trị nó khác. Còn nó non quá thì chưa đủ tuổi thì ta thu hoạch rồi ta bán rồi, mình không biết được thì làm lượng chất nó giảm. Vỏ quế thì to đâu bao nhiêu tuổi mới lấy cái vỏ quế đó chứ, đó thì nó có quy định hết rồi. Xong như vậy còn nguồn gốc, nguồn gốc ta nhớ là nó có nguồn gốc thực vật, động vật và pháp vật. Nói dược liệu nói chung như vậy, dược liệu khác gia vị thuốc thì sao? Thì học phải nói cho có học đó, còn người ta học là ta học dược liệu và gia vị thuốc nữa, vậy dược liệu khác gì? Em nói đi sao cũng được không sao, thế anh chị nghĩ dược liệu nó khác gia vị thuốc thì sao? Nó giống nhau khác nhau? Rồi chắc chắn khác rồi. Như khác nhau sao? Rồi hai người cộng lại nói chung là gần hoàn hảo ha, gần có thể gần cho tiệm cận điểm chín thôi. Cái gì để cho anh ta đi lớp tập vận động để mà ngủ, cái thứ hai thì anh ta sẽ nhớ nhiều hơn ha. Chứ tôi giảng sao ta tốt tụng gì dễ ngủ lắm, tại cái giọng tôi giọng trầm, nó giọng im mặc áo mà trời mát nó nắng nó mệt. Thì dược liệu ví dụ như ta trồng cái cây, cái cây cổ mực đi, cổ mực ai cũng biết đúng không? Sở dĩ cổ mực tại vì mình giả nó ra nó đen như mực đúng không? Nó quê ta thấy là rơ lưỡi nó mới lưỡi nó dơ, nó sinh nhiệt cũng tốt á, nó giữ sinh nhiệt. Nó tên Latin đó là Eucalypta rostrata, mà chưa có chị học nó đâu, học chị thi cũng nổi thì giả ngắn quá, ở dược học. Nó học cúc á, cái qua nó ta thu hái nguyên cái cây nó vậy, chỉ phơi khô ta đóng như vào ta lưu hành thị trường thì gọi đó là dược liệu. Mà dược liệu phải dùng nó dùng toàn cơ toàn thân, phải dùng đúng mà vật dùng nó nha, thì đó là dược liệu. Rồi dược liệu về xong bên nãy cái em thứ hai nói đúng rồi, thì ta phải rửa nó sạch, loại tạp chất có thể lẫn cỏ lẫn đất cát rửa sạch, rồi chặt ngắn, rồi chặt ngắn trước rửa sạch, phơi sấy đến khô đóng gói để dùng cái đó, dùng bốc thuốc thang, dùng một chế thuốc, tức là phải qua quá trình sơ chế. Sơ chế là vậy á, em mới đúng á. Tác động như đây thì nó ra cái cỏ mực, nhưng mà cỏ mực là bị thuốc, hiểu chưa không? Cái này là giai đoạn đầu nè, nó vậy thôi, là nó là dược liệu thôi, nó dùng dơ lắm, đâu ta hư hái ta đâu có rửa, ta sẽ không có rửa thì nó dơ, nó đâu có dùng được liền, phải qua quá trình chế biến nó. Chế biến không dùng bào chế nha, chúng ta làm ra giảm thuốc viên, thuốc rượu, cái gì đó mới là dùng trong bào chế. Còn khi trong dược liệu ta dùng từ chế biến ha, giống như chế biến thức ăn á,
từ cải xanh là ấy rồi chế này kia vô, thì quá trình nấu nướng chế biến là ra thức ăn, thì chế biến nó được giai đoạn này sơ chế, thì trước đó nó gọi là vị thuốc ha, cỏ mực là vị thuốc cỏ mực, mà ghi bộ phận dùng nó nữa, nên nó tên bộ phận dùng nó dùng là toàn thân để ghi kiểu là ba này sẽ nó sao. Còn thuốc chế thì sao? Thuốc chế ví dụ tôi muốn nó cầm máu ta đem sao đen nữa, sao đen nó dùng cầm máu có một cái nha, tôi bây giờ là chỉ quyết á, muốn dùng thanh nhiệt thì dùng có vực rửa sạch hơi chế khô thôi, có thuốc thang thôi thì nó dùng thanh nhiệt làm mát á. Còn muốn nó cầm máu thì dùng sao đen lên thì đóng gói, khi bốc thuốc thì cho vô cái dùng cầm máu. Như vậy thì cái này là sơ chế, sẽ là thuốc chế. Thuốc chế thì thường nó tẩm thêm cái gì đó, dùng tẩm rượu, tẩm giấm, tẩm mật sâu lên thì gọi là thuốc chế ha. Rồi, như vậy dược liệu khác nha. Dược liệu rồi từ đó chế biến, quá trình chế biến có thể là sơ chế, thuốc chế, thì cái sản phẩm ra thì gọi là vị thuốc. Mà đúng nghĩa thì tôi gọi là vị thuốc cổ truyền. Ngày xưa mình kêu hay là thuốc phiến á, hay nghe từ thuốc phiến không? Thuốc chín nè, dược liệu là thuốc sống, khi chế biến xong thuốc chín, từ đó là nhiều năm đời cũng dùng đó ha. Đúng nghĩa là vị thuốc cổ truyền. Đó, dược liệu đây là nó luôn giờ nghe nè, về phải nè. Anh gửi cô về đâu mà tôi cứ nhìn đích thân nhận anh. À tôi nhận nè. Rồi anh cho tôi nó kẹt. Cảm ơn tôi. Ủa vừa đây ai vậy? Rồi tiếp tục xin lỗi anh. 15 giờ. Tí xíu chắc nghỉ cho làm tí xíu nè. Nó sẽ là nghỉ nè. Theo thống kê của viện dược liệu á, ghi nhận tới 5.110 mấy loại, cũng dễ hơn á, thực vật. Đa số là dược liệu, chúng ta là động vật em. Nói dược liệu là nó nói chung, nhưng nguồn gốc tôi chỉ nói thực vật là chiếm đa số. Động vật, khoáng vật. Động vật thì có mai của ba, mai rùa, nhung, hu ha. Động vật là nhiều có nó tắc kè, hải mã ha. Còn khoáng vật thì có thạch cao ta dùng á, phèn chua. Chứ có chu sa thần sa nó độc, dùng trong cái tĩnh tâm an thần á, nhưng giờ chủ yếu là dùng cái phèn chua cũng dùng. Rồi dạ đâu anh dưới hả? Được rồi tôi ra, xin lỗi cái lúc tôi giới lao 10 phút ha. Rồi tôi ra đi. Rồi tôi giới lao rồi, trong cái số đó thì có 90% là các cây thuốc của tự nhiên á, tập trung chủ yếu trong các quần xã rừng có dân tộc thiểu số á, có dân tộc được có kinh nghiệm dùng thuốc, trong đó dân tộc Kinh là chiếm đa số thì kinh nghiệm dùng thuốc thì có, chỉ có gần 10% là cây thuốc trồng. Tỷ lệ này có thể thay đổi nè, những năm sau này thì các công ty xí nghiệp mà sản xuất thuốc cổ truyền á, hay là thuốc đông dược ha, ta rồi đông dược cái phân biệt với tân dược ha, tây y với đông y thì nó đông dược đó, nhưng mà cái dinh từ chính thống thì ta dùng thuốc cổ truyền. Hồi nãy là vị thuốc cổ truyền, từ vị thuốc cổ truyền ta làm dạng thuốc rượu, thuốc viên, thuốc tể, thuốc hoàng thì đó là thuốc cổ truyền, tức là dạng thuốc bào chế rồi á, qua quá trình bào chế thì nó thành thuốc cổ truyền. Đây này nói lại, đây này cũng cần cho chúng ta biết nè. Từ dược liệu qua chế biến có thể là sơ chế, đây là thuốc chế, cái này cũng cần chúng ta biết để hình dung người ta học cái gì và thế nào, thì nó ra vị thuốc cổ truyền. Từ vị thuốc cổ truyền thì có kỹ thuật bào chế,
thì nó ra cái dạng này: thuốc viên, thuốc rượu, thuốc tể, thuốc hoàng, thuốc cao lẫm ha. Còn một cái từ nữa là thuốc dược liệu, cực kỳ không? Thuốc từ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc dược liệu. Cho hình khác này nha. Như vậy thành phần đó là gồm có vị thuốc cổ truyền, nhưng nó chen vô một hoạt chất cụ thể từ dược liệu ha. Ví dụ rutin, nó từ hoa hòe, nó chiết xuất, nó làm bền thành mạch. Dược liệu mà cộng với rutin vô, khi đó sản phẩm đó không gọi là thuốc cổ truyền nữa mà là thuốc dược liệu. Nhưng từ trước đó mấy năm thì là thuốc từ dược liệu, sau này dùng dược liệu. Thứ ba, học về dược thì cũng mấy cụm từ đó là chúng ta cũng cần nắm ha. Thế nào là dược liệu, thế nào là vị thuốc, vậy thế nào là thuốc cổ truyền, vậy thuốc cổ truyền nó khác với lại thuốc dược liệu thế nào, vậy thuốc cổ truyền nó khác là hợp chức năng thế nào, theo anh chị. Mấy này nắm chưa, vậy đặt câu hỏi này gì đi. Thực phẩm chức năng, năng khác nào? Phức là phức tạp. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là thành phần thuốc trong đó chứ. Hỗ trợ. Phức. Hỗ trợ ha. Phức. Sức trầm măng ha, chịu cung cấp bổ sung. Theo thì thấy nghĩa nó khác, trong TV nói vậy. Bây giờ học thì ta hỏi là hỏi thêm để chúng ta biết mấy cái khái niệm đó đi. Chứ nói đại đi không sao đâu, nó sai rồi. À, nó khác cái thuốc này ha. Nó khác thuốc cổ truyền sao? Chứ nói là hỗ trợ chỉ là bổ sung, bổ sung hoặc chức năng là hỗ trợ cho nó thêm chứ không phải bổ sung. Bổ sung thuốc là chỉ trị. Nghĩa là điều trị. Rồi nói thực tế thì đúng. Khi thực phẩm chức năng không được dùng chỉ định điều trị mà ghi là hỗ trợ điều trị. À, như nó anh chị nói đúng rồi đó. Hỗ trợ điều trị bệnh gì đó. Và với khi cái câu sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Như vậy quản lý y tế nhà nước là gì? Giữa thực phẩm chức năng với thuốc nó có giao thoa nhau nè. Mấy cái này coi nha, anh chị nắm này nè. Khi đi lập lại, nó liên quan đến bài chứ không phải nói lật lại đâu. Mà tại vì học thuốc thì phải nói nè. Thuốc, thực phẩm chức năng, cái phần này còn giao thoa nhau này đúng không? Còn chung á, tại nó còn có trong đầu tôi thấy là dược liệu trong đó đúng không? Nhưng người thuận chức năng nó nói ngắn gọn nè, chúng ta muốn nghiên cứu thuốc trừ những công thức cổ phương. Công thức cổ phương là ta nhận thức cổ phương thì có thành phần đó chúng ta sản xuất ra, chúng ta xin phép lưu hành và quốc khỏi có nghiên cứu. Nhưng mà tâm phương tức là mình thêm một vị, mình gia giảm, mình thêm một vị và mình phối hợp theo ý của mình, theo biện chứng lượng trị á, mình phối hợp á, cái là tân phương á, thì buộc lòng mới thử cái giai đoạn thứ nhất thì làm nhân cao lỏng đi chẳng hạn, cho chuột nó uống, cho chuột như con á, xem nó có độc tính hay không. Độc tính là xác định được tính cấp và trường diễn lâu dài á, phải xác định là đi 50 cái liều độc có gây chết 50% chuột đó, bây giờ nó một. Nó cái cao mình bào chế cái A, cái B gì đó ha, mặc dù trong sách nó có rồi đó, không có độc tính đó, nhưng mà khi bào chế bắt buộc phải thử độc tính. Nó nói vậy đó, là thuốc đó nha. Đây là cái thuốc này nè. Nếu nói nó thuốc an thần, phải cho chuột nó uống. Ta so sánh hai lô chuột, con lô nó cấp một lô uống cái thuốc này nè, cao đi, cao A vậy ha, nó an thần. Người ta quan sát sự thay đổi. Nếu có an thần thì cái con lô nào nó uống nước cao A nè. Cao tức là nước đó, ta nấu thành với cái thành cao thuốc á, cho dễ uống. Thì nó thay đổi cái tần suất nó ngủ. Nó ngủ nhiều, chắc chắn nếu an thần nó sẽ ngủ nhiều hơn cái lô cô uống nước cất. Nước cất thay nguyên cái BD á, còn cái này là thuốc thử nè. Thuốc cao A. Sự khác nhau ở nghiệp thống kê thì nó là an thần. Chưa được nữa rồi. Sau đó phải liên quan đến địa đức nè, thì có hơi là nội đức ha, thử nơi
được phép cho thử, ở huyện này được bộ tế cho phép thử thuốc, bắt bình giấy chứng nhận á, thử thuốc á, thử trên người bao nhiêu người đó, giai đoạn một ha, bao nhiêu người á, rồi có những giai đoạn hai bao nhiêu á, rồi giai đoạn ba để đánh giá là nó không có tác dụng nhớ là phụ gì hết mà nó có tác dụng an toàn đúng, thì khi đó mới làm hồ sơ lên thuốc. Chúng ta nên đang hiểu vaccine không, covid không, với điều trị với tình hình dịch cho bệnh người ta làm giai đoạn rất là nhanh, làm nhanh không bỏ giai đoạn mà làm nhanh để nó kịp ra sản phẩm theo tivi đó, chứ thử thuốc ra nhiều hơn lắm. Ở Việt Nam mình á, còn nước ngoài thử còn lâu nữa nó mới ra cái thuốc thuốc lên tròn này và được chỉ định điều trị. Ví dụ nó là thuốc đông y mình hay đợi đó, thuốc này có thể là bổ thận bổ huyết, cho nên nó dùng trong người bị thận suy, suy nhược cơ thể, thận suy có đau lưng mỏi gối ha, tức là nó có công dụng chỉ định là thuốc đó nha. Cái này còn nếu thực phẩm chức năng thì không có thử này, còn chức năng là chỉ thử cái đoạn như này này, nguyên phần lượng chức năng này nó chung nhau là phần dược liệu nè, anh chị hiểu không? Chỉ cần làm ví dụ làm nhận viêm đi, xem ra ẩm bao nhiêu, nó có nhiễm khuẩn hay không, để trọng lượng viêm nó bao nhiêu, hộp nó bao nhiêu thôi. Thực phẩm chức năng này, thực phẩm chức năng không được dùng công dụng chỉ định mà dùng cái hỗ trợ, cũng còn có dữ liệu đó, nhưng mà có chức năng thì ghi hỗ trợ trong giáp chứng thận suy đau lưng mỏi gối hoặc là người suy nhược cơ thể, có người có chữ này. Và có một cái nữa là sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Vì về mặt điều trị thì sao, cái thuốc này được bác sĩ kê đơn điều trị, người có chức năng này không được kê đơn điều trị mà tư vấn sử dụng thuốc. Người nào cái đơn điều trị là bị chịu đựng nặng lắm á, ha, chịu đựng trong cơ thể mà mấy bác sĩ có quyền lâu lâu cũng bị không để ý đó, nó sai vị chế, ha, cho nên cái sự cái này mua tự do mình mua thôi, thì đọc ra là thuốc đúng không, cũng không thuốc thuốc, đường quy ông thảo đủ thuốc, rồi chúng ta nắm này ha, mình thấy nhanh thì ta hiểu phần chức năng này, rồi tiếp, bây giờ thu hái thì thu hái thì chị Sư Hương sẽ hướng dẫn chúng ta, nhưng mà có nuôi trồng thu hái tóm gọn lại, mình thu hái thế nào đó để bảo đảm hoạt chất, tức là những cái chất mà nó có tác dụng để trị cái bệnh gì đó khi uống vào trong cơ thể con người á, ha, thì nó lợi thuộc vào cái thời gian thu hái, rồi nó lợi thuộc vào xử lý sau thu hái, tức là lá dâu chẳng hạn á, theo quy định cái lá bánh tẻ là không già quá không non quá, lá dâu được tác dụng là thuốc bổ âm, nó có tác dụng an thần nữa, lá dâu vô tầm mình á, lá dâu nó đúng rồi, học nó phải học, không chỉ phải học là tin lên tin luôn á, phải là nhớ là mua rút anh ba á, họ vô tầm mua rách xê chẳng hạn thì sau cái đó thì lớp chị bỏ qua luôn thì cũng khỏe nè, mà phải nhớ thì vỏ cây dẫn quế chẳng hạn từ tháng vào tháng 4, tháng 5 và cây bao nhiêu tuổi, ví dụ quế non quá thì thành còn thêm dầu nó đâu có bao nhiêu, nó đâu có dùng cái bệnh được không, sẽ gặp lại quế trong chương thu hàng ha. Rồi lá thu hái lúc cây sắp nó ra hoa, tức là nó giai đoạn đó thì lá nó không có non quá ha, lá bánh tẻ để lại cái lá non thì đúng như vậy, nhưng thực tế thì không có đâu, thực tế nhân dân là tốt hết, nó già nó gì nó tốt hết trơn, cái dược liệu mình nó có một phần nó không có chuẩn về chất lượng như vậy, đây thì tốt nên nó nặng tiếp, chứ lá già lá uống phải bỏ, nhưng mà mình ít cũng hay lẫn vô lắm, cho nên phải qua thu hái thì qua rau búp hay qua chế nở mới chớm nở thôi, cho nó giai đoạn nó hoạt chất nó cao nhất. Hoạt chất là gì, là những chất nó có trong cái dược liệu đó mà nó có tác dụng trị liệu tốt nhất, thí dụ như kim ngân hoa, chúng ta biết kim ngân hoa không, nó là dây leo nha, kim ngân hoa những nó mới nở nó màu màu trắng màu vàng nó sao đổi lại, kim ngân hoa Lonicera japonica là vậy, mà kim ngân hoa nó giống nhập trên japonica phía sau, nó có nhiều loại lắm, cao bằng mình cũng có,
thì qua nó chớm nở thì người ta định lượng cái hoạt chất trong đó nó chứa nhiều, mà hoạt chất trong đó nó có một cái một từ chị làm quen biết thôi, nó có chất là kêu là lavonoid, biết rồi nhẹ cũng lo thi đâu khỏi nhờ nhớ độ nhiều nhớ. Trong khi hôm qua cái tên thì không nhớ nhưng bản chất nó là cái màu vàng, chiết ra màu vàng trong con hòe. Nó hòe một về hoa đó, nó chứa là robin và laboric, nhưng mà ta xác định được cái chất cụ thể là nghiên cứu thành phần cấu tạo này. Cái hàm lượng lutein nó cao nhất khi hoa hòe nó chớm nở, nó còn bớt chứ mà chớm nở, cho nên mà khi ta bán mình cái hoa nó nở rồi nó bị lớn nè, nó nở rồi thì mình nó mua lớn thì mình lấy, còn nó không lớn là nó phải còn nguyên cái nụ này nè, thì hàm lượng này nó cao. Cho nên ta nói là vậy đó, ví dụ điểm này hay đó, ta nghiên cứu hẳn hoa hay chứ không phải nói đâu, ta nghiên cứu ta lấy cái hoa nở và không nở ta chiết xuất vùng dung môi thích hợp, sau đó người ta định tính nó để xác định cái chất lutein này là gì, sau đó ta định lượng nó ha, rồi ta mới đúc kết thành cái đó ha, chứ không phải nói thôi thôi đâu, nó có cơ sở thì sau đó ta mới đúc kết thành này. Quả thì tôi lấy lúc quả đó chính quả sơn tra và mấy quả khác ha, chúng ta sẽ học quả. Hạt thì tôi hái lúc quả trái nó chín ha, từ gốc củ rễ vỏ rễ vân thì tôi hái vào cái mùa thu mùa đông. Toàn cây thì tôi hái cây ra ra hoa, tại vì lúc đó giống như cái cây nó ở độ tuổi mà nó trưởng thành thì đủ nhất á, đúng không? Ra hoa thì tôi hái, ví dụ như cây ngải diệp ra hoa này nè, tôi hái thì cây ngải diệp gọi là ngải cứu á, ai biết ngải cứu không ạ? Ngải cứu mùng 5 tháng 5 người ta cũng hay ngải cứu xương rồng rồi đó, xả nữa, ngải cứu gọi thuốc cứu ngải diệp cũng là nó ha. Điều ngải cứu này ta làm nếu ngải á, chị biết không? Nếu ngải ta tán bột nó như làm nhang, ta thêm chất dính vừa ta xe hóa xe. Còn một cái chất nữa là kiểu ngải nhung, nguyên liệu thì nói chị không thi thì nói chị nhớ được những phần tốt để biết thị trường đó. Ngải nhung thì hiếm lắm, nó mắc lắm. Ngải nhung là gì? Cái mặt dưới này cứu chị thấy là dây cứu nó mặt dưới này chắc chắn đúng không, nhìn kỹ là lông rất mịn, lấy cái đó đó làm được ngải cứu ngải nhung. Như vậy thì với kinh tế thị trường này, cái ngải nhung nó biết đâu có bao nhiêu đủ để mà xài, nó mắc lắm không, cho nên ta buộc lòng ta phải lấy hết cái lá của ngải cứu đó, mà thậm chí là lấy cái cọng nhỏ thằng lấy nữa, nên nó nặng, nó làm được nhiều sản phẩm vậy không, cho nên đúng là làm lá không thôi. Rồi ít mẫu thu hái gây ra hoa thì hái ít mẫu, cái tên nó thì tên là Leonurus Japonicus, tức là Leo này nó giống như cái tử vậy ha, mà nó có đó Leonurus vậy đó. Nhưng cái tên tiếng Việt thì nó nói lên cái công năng của nó là nó giúp, nó tốt cho phụ nữ ít mẫu mà. Phụ nữ là gì? Công thức cổ phương, cổ điển nhất của cao ít mẫu. Mà bây giờ trường như rồi đó mấy thầy bác học là nấu cao ít mẫu á. Cao ít mẫu mấy chị gái trong lớp uống không, chứ nam giới làm gì uống ít mẫu. Cao ít mẫu nó gồm có vậy nè. Giờ mấy chục năm mới chịu dùng thôi. Nó còn có ít mẫu. Ha, đúng là cây đang hoa là vậy. Ngải cứu. Ngải diệp đi, ngải diệp, ngải cứu, người nghiên cứu, quy nào cũng được, hai ba tên mà. Ngải cứu thì, mà hai ba tên như tiếng Anh, tiếng Latin một tên nè. Học cái BCA, Bulgaric, học Cúc, vậy thôi. Mình nói gì tên gọi đó, mình cái học dược, học sâu, chị phải biết gì. Còn ngải cứu, gì nữa ta? Đối với chị chưa biết đâu. Tại không dùng, không biết. Không dùng nuôi, hương phụ. Cái này là thí nghiệm dược phẩm chung 26, rồi cấp là OBC sản xuất đó. Cao ít mẫu á, sau này làm gọn hơn là như Yên Nam phải không? Thí nghiệm dược phẩm OBC, Odenton nè, phẩm OBC nè, Company là gì nè. Tại sao lại bổ sung hương phụ? Nó phải hương phụ này nè, nó tác dụng nó giải cho bút ứ đau, thời kỳ hành kinh á, uống như phụ nữ là giúp cho phụ nữ rồi,
bị đau bụng trước khi điều hòa kinh nguyệt, và trước khi kinh nguyệt nó không bị đau bụng, đau bụng kinh á, thì đó mấy ngày phối hợp với nhau, là phối hợp với nhau thành cái bài thuốc này. Thuốc này cổ điển lâu lắm á, không phải cổ phương nhưng mà về lâu lắm, bây giờ hình như vẫn còn ở chuyển dạng này, dạng viên nang này chứ không phải chưa được dạng cao cao uống chất đắp mà nó cũng có mùi nha. Nói tẩu thì với tẩu chưa điều kinh á, này sản phẩm điều kinh á, điều hòa cái người phụ nữ mà phối hợp nha. Như nãy tôi nói là cái cà độc dược là dùng trong cái dây số 8 thì nó giảm co thắt. Mình cái chủ yếu của cái thuốc của viện là dùng dây số 8 là cái ôm bậc ô cà cốt á, là chủ lực cái mê mực á. Khi nào nói nha, rồi khi nào nói giờ nó chế vô ác, lâu lâu mình lấy ra tí xíu rồi mình lấy vô cho dược lại tí xíu ha. Nó liên quan đến bài cho anh chị chỗ này á, cái cô chú cái bài này thì nó dễ là tôi đọc nó đọc ra xong rồi xử lý rất quan trọng ha. Xử lý không tốt thì chất lượng là lượng không tốt, nó còn cái sát đó nhưng mà cái sự tốt nó không còn. Tại vì sao? Các vật chất trong dược liệu nó dễ bị phân hủy thời gian đó. Tinh dầu thì bay hơi quế nữa, rồi nhiệt con số chắc nó sẽ phân hủy. Tinh dầu cũng là khái niệm trong dược liệu mình, thơm có tinh dầu đậu quạt đương quy xuyên khung dở quýt gọi là trần bì dùng trong thuốc cũng thơm á, quế vân vân. Đại hồi là anh chị biết rồi, ai biết đại hồi không? Ta dị á, trong nước họ phải có đại hồi nha, có tiểu hồi, đó là vị thuốc không á. Anh ta sẽ gặp lại trong cái bài thuốc cụ thể, trong cái nhóm thuốc cụ thể. Dược liệu lá hoa ha, phải trung tâm dược liệu có tinh dầu thì nhiệt độ 25-30, nhưng mà thực tế ta cho phép rồi 60-55 độ trở xuống, tại thời gian cao nhiều tinh dầu phải hơi điều kiện thường phải hơi rồi. Dạ cảm ơn, dễ đã nhận được rồi bác sĩ, dễ cảm ơn nhiều nha, gửi nhiều quá. Rồi tôi nhận được rồi anh Duệ, tại giảng bài chưa gọi anh, nãy ra giảng bài cái ra nhận luôn rồi. Rồi cảm ơn nhiều nha, gửi nhiều quá vậy là tôi bơi nặng luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ chào anh Duệ nha, bác sĩ đồng ý ở Bến Tre, hồi nãy em gửi bưởi, em gửi một thùng chắc 4 chai, 4 cháu bây từ cổng vô cũng hơi nặng, tại tay mình ốm yếu, quý xanh chắc to. Rồi ha, rồi dược liệu chứa nhiều nước thì phải là khô rồi đúng không? Bảo quản cũng rất là khó ha, cái chuyên đề bảo quản đi, tại nó dễ hư lắm, dễ hư thì mình thấy cái xác nó, nhưng mà cái nói nôm na thấy phần xác, nhưng cái mình nói cái hồn. Cái hồn đó gì mình nên làm gì, cái chất hoặc chất trong đó đâu tác dụng nữa, như xong nãy xong rác không, nó chia hết hoặc chất rồi nó tẩm như tí xíu mình thử định tính thì có, nhưng mà hàm lượng đâu có. Cho nên tôi hay dùng nói là thấy cái xác là vậy, nhưng mà nó không phải là nói nó đâu, nó nếu bảo quản không tốt, mình không có theo kiểm soát kỹ, dễ hình dáng hay vậy thì cái phần trong vật chất nó giảm thì đâu tác dụng gì nữa. Và những yếu tố mà tác động mà sợ nhất trong dược liệu á, thứ nhất là mưa anh chị nha, nóng quá, mưa cho mưa lớn lên tí cho thấy mát mà nóng. Mưa nó làm ẩm nó mất côn trùng là phát triển, thủ khoa sợ nhất là mùa mưa mà nóng này đỡ. Cái thứ hai là nắng mặt trời, cả thuốc thành phẩm rồi tâm dược đông dược đều tránh nắng mặt trời á, ha, cho nên là để tránh nắng mặt trời. Có những cái ta phải chai màu thủy tinh màu nâu nữa ha, nó nhạy cảm ánh sáng. Và cái nữa là sâu mọt ha, đó sâu côn trùng rất là sợ ha. Về nuôi trồng, bây giờ người ta nuôi trồng, ta cũng nuôi trồng là tiêu chuẩn Việt Gáp anh chị ha. Anh chị có biết biết tầm từ này cái gì đúng không? Nó gọi rau sạch á. Vậy thuốc cũng thuốc sạch nha, tiêu chuẩn Việt Gáp cái Việt Nam mình á. Vậy chữ ghép đó là gì anh chị? Chắc đi biết thêm á, tại liên quan đến dược liệu. Ai biết? Mấy trẻ trẻ thế nào không biết?
hơi ngại ngùng á. Green agriculture. Không phải, không phải green đâu, good. Good. Agriculture đúng rồi đó nè. Agriculture product. Agri. Đâu có tiếng Anh quá, để biết là sai thôi, chị nghĩ ra agri. Tính từ R E là trơ đúng không? Nó nghiệp quá trồng trọt á, đúng không? Chữ V này nè. Chị nhớ practice, nhưng mà biết số nhiều. Thực hành. Không, nó không gì nông nghiệp. Nuôi trồng. Tốt. Tức là rau sạch á. Tốt là không có nước vô được trường sâu. Không vi sinh thôi. Rồi nó trong dược liệu ha. Tôi sẽ biết luôn. Dược liệu bào chế thuốc. Để anh chị có từ này. GMP. Thì chữ em này là Manufacturable. Đúng, đúng. Chế tạo á. Bào chế á. Manufacturable. Nó từ trưa á, nhưng mà tại vì nó tính từ. Đúng. Tính từ thì nó ăn rồi nè. Rồi. Như vậy trong bảo quản. Nên nó bảo quản. Chị đọc biết luôn, mình thi thì tính sao ha. Nhưng chế biến nè. Chế biến thì trong chế biến dữ liệu không có GMP nè. Này là thành phẩm á, thuốc cổ truyền có GMP. Rồi sẵn nói thì nói. Nên chị phơi sấy gì đó ha. Rồi chị bảo quản. Bây giờ nó bộ tới mình, tại ông chị đang học mà. Bảo quản tốt rồi là GSP. Vậy anh chị theo chị lượng chữ S là gì? Từ tiếng Anh á. Storage. Hả? Storage. Đúng rồi, storage. Còn chữ á. Sơn. Hiện chưa không? Cái này biết cái A là mà quên hả nha? Đúng rồi. À, nó không có biết từ tính từ đâu. Cái này biết tính từ, tôi nhớ đúng rồi. Còn phía sau là số nhiều á. Tiếp tục rồi. Nè, nhớ số nhiều á. Nghe chưa? Rồi. Bây giờ bán nhà thuốc. Tôi tìm bán nhà thuốc đi. Nhà thuốc gì à? Thì chiếc bi này là gì à? Đúng rồi, phạm bác sĩ ha. Nhà thuốc á. Còn nếu mà tôi là dược sĩ thì phải phạm bác sĩ. Đây nè. Dược sĩ thì phạm bác sĩ. C-E-S-T. Là con người, là nhà thuốc rồi. Rồi ra nó không có tốt nữa, thôi GDP nữa ha. GDP nữa. Con số gì ha. Rồi, còn công từ nữa. Nuôi trồng tôi thấy tốt nữa nha. Chữ ghép này bỏ ra, sao để đây. D-A-C-B. D biết rồi, agricultural practice. Chữ C là gì? Không, đối tiếng Anh này đối ra, ta đố mà nó tiếng Việt ra là còn gì nữa. Cultivate hả nè? Nuôi trồng là agriculture là nông nghiệp hả? Thu hái là gì? Collect. Cultivate. Đúng, collection. Nó dịch lớn nha, chứ collection nghĩa là thu thập, thu nhập gì đó. Chị giỏi tiếng Anh á, nói là dư ý mà dễ đoán được nè. Thực hành. Nuôi trồng và thu hái tốt. Chuyện sự ghép này chỉ có được hình nuôi trồng tốt thôi. Người trong dược liệu nuôi trồng thu hái tốt đó là gì? Thu hái xong phải xử lý thế nào để cho nó khô, xử lý sau thu hoạch á. Rồi mấy cái này viết cũng tốt, không có thừa đâu, dùng cũng thi. Tiếp xíu nữa nha. Đó, liên quan đến cái bài này nó rộng là gì? Để nuôi trồng á, thu hái ha, bảo quản ha, còn rồi storage luôn ha, còn chữ nên này.